chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay là ngày chủ nhật này, cho nên là cả gia đình nhà mình đã ăn cơm chưa xong rồi, bây giờ đến một nơi là công viên, thể dục thể thao ở gần khu nhà mình ấy. Lâu lắm rồi, ngày nhỏ nó hay đến đây lắm, thế nhưng mà bây giờ kiểu như chúng nó lớn lắm bên sao ít đến hẳn ấy. Ở đây thì hiện tại bây giờ là tháng 5 là mùa hoa hồng mọi người. Chỗ công viên này thì người ta cũng trồng rất là nhiều loại hoa luôn. Ai ba bà con đang đi trước, trời ơi đã ngửi ngửi đẹp chưa. Quá đẹp luôn. Wow, cái này mà ai mà ở nhà riêng nhỉ, mà trồng được cái bụi hoa hồng leo như này thì quá đỉnh. Wow, hoa màu vàng này bông to, quá là đẹp. Cái chỗ này mọi năm ấy, người ta trồng leo lên cả tận đến cái dàn này cơ mọi người ơi. Tại vì mình nhớ là mình có ra đây chụp hình năm ngoái hay là năm xưa nhỉ, mà sao năm nay nó lại chỉ mọc mỗi chỗ này này. Cái giống hoa hồng leo này nó không có nhụy ở bên trong mấy mọi người, nó kiểu rỗng rỗng như này thôi. Hồi nhỏ là Minh Chu đến đây là chỉ sợ ong thôi, tại vì nó nhiều hoa ấy, mà bây giờ lớn là đỡ hơn ngày xưa rồi. Quá đẹp luôn. Wow, cái này mà ai mà ở nhà riêng nhỉ, mà trồng được cái bụi hoa hồng leo như này thì quá đỉnh. Ba bố con nhà kia là đi không đợi ai hết, đi là cứ thẳng tắp thôi. Hôm nay cuối tuần xong kiểu thời tiết đẹp đó, cho nên là nhiều người người ta đến đây người ta tập thể dục này, đá bóng rồi cầu lông các thứ. Bọn trẻ con nhỏ nhỏ thì là tập xe trượt này. Đằng sau xe có một cô đang chụp hình ảo. Trời ơi, đây là cái môn thể thao mà Minju rất là thích từ bé giờ này. Bố với anh ở kia, anh Đông Cơn thì đằng kia, còn đây lại một anh nữa. Tập thế kia thì không giảm bụng được, coi như kiểu tập vui thôi chứ còn. Chứ trời ơi, từ bé đến giờ tôi mới thấy có người ngồi cái tập thể dục cái kiểu kia. Cái kia nó phải là cái nằm cái kia mà ưỡn. Tập sai thế kia thì là có cái tác dụng phụ gì đâu hả trời. Trời ơi, mọi người đi ra đến cái chỗ này người ta trồng cái loại hoa hồng màu hồng hồng xinh chưa? Vừa nãy là đỏ rồi vàng rồi trắng, bây giờ là cái loại màu hồng hẳn ấy. Mà cái bông của nó to lắm, phải bằng cái bàn tay mình luôn mọi người. Trông mê chưa này. Quá đẹp luôn. Này. Đông Quân hồi nhỏ là hay quay cái chỗ này này. Mày nó kẹt gì? Trời ơi, làm cái trò gì kia rồi. Trời ơi, nó đang lừa mọi người nha mọi người. Cái đấy nó thấp lắm. Đây. Đây này, lấm cái này không ạ? Thứ ba. Nó phun cái trên này bạn, trên nó phun gầy nhom nhom thế này. Thằng Đông Quân thì mình nói trêu em, mọi người, hai anh em không hợp nhau đâu, hồi nhỏ chơi với nhau vậy thôi chứ bây giờ à hai kiểu dạng khà khịa ở nhau mọi người. Thì Minju thì nó hơi mập mập, nó so với đứa bạn ấy thì nó cứ gọi Minju là lợn. Thế Minju thấy anh gọi như thế thì lại gọi là kiểu như là buồn ấy, mà làm anh không quát không đánh lại được. Suốt ngày chọn chệ nhau. Còn Minju thì gọi anh là cái gì, con cá ruội khô, tại vì thằng anh nó gầy. Thank you.
đằng xa xa kia là mấy bạn học sinh tiểu học là đang đá bóng. Còn bên đây là của người lớn nha mọi người. Ô, hôm nay có cả học sinh nữa này. Mọi người là toán ấy, khoảng 30, 40, 50 người ta tập thể dục còn ra đây. Và hôm nay thấy có cả học sinh nữa. Chạy. Anh Trương là thú vị, cẩn thận nhé, không lại ấy. Em Minh Chu là cũng 4 đu một đợt vòng. Thành Chu, Minh Chu nặng. Rồi bây giờ mình về đến nhà rồi mọi người ơi, đang đi chơi ở công viên thì bạn gái của Đông Gơn, bạn là con gái mọi người, cái bạn mà hay học nhảy đấy, bạn ấy tên là Trân Hy của Đông Gơn, là gọi điện là tớ mới đi đảo Jeju tô về cho nên mua một món quà tặng bạn. Trời ơi, thế là nó mua cho cái hộp bánh này. Thế là mấy đứa gặp nhau đi chơi rồi. Đó, bảo là mẹ ơi mẹ chở con đến nhà bạn chơi, tại vì lâu lắm rồi, tại vì từ cái lúc mà học vào cấp 2 giờ hai bạn là không có cơ hội gặp nhau nhá. Nên là hôm nay cuối tuần, thế là kiểu nhớ nhau sao ấy, thế là cho cả em Minh Chu đi rồi. Còn anh chồng mình thì về đến nhà cái là đang ngủ. Bây giờ còn có mỗi một mình lẻ loi, năm nay cuối tuần mà hơi buồn một tí. Đó, thế là đang tính là ăn mì tôm gói. Cái mì tôm này là cái loại mì tôm gọi là quốc dân nha mọi người, khá là cay và cũng khá là ngon. Thế nhưng mà mình thì mua cái hộp to thì mình không ăn hết, với lại nó không ngon bằng cái hộp nhỏ này đâu. Ăn cái loại mì tôm xin la miên này phải mua các loại hộp nhỏ nha, là cái vị nó mới đậm đà ngon hơn rất là nhiều luôn. Bây giờ đổ nước nóng vào đây xong mình đợi khoảng tầm mấy phút là được. Đó, khá là cay nha mọi người, nhưng mà cái mì này ăn ngon lắm luôn á. Cái hộp nhỏ này là hợp lý, còn ai mà ăn thiếu thiếu ấy mà không đủ thì mình có thể đổ cơm vào. Đó, người Hàn Quốc là cái nước mì này người ta cũng cho cơm vào ăn mọi người. Trời ơi, chín quá mọi người ơi. Hơi ít nước, chắc mình sẽ cho thêm một tí nước. Vừa nãy không nhìn cái kỹ đây này, không nhìn rõ cái chỗ người ta đánh dấu sẵn cho mình rồi nha mọi người. Thêm một tí nữa, sợ nó mặn. Ăn mặn không tốt cho sức khỏe. À, tại vì nó cũng khá là cay ấy, mọi người. Nước này nước ấm nhá. Trời ơi, ngồi máy tính có tí mà nó đã chín hết như thế này rồi. Những cái món này bên Hàn người ta hay ăn ở những cái cửa hàng tiện lợi ấy, mọi người. Với lại ăn kèm với lại kim bạp thì các thứ là cũng khá là ngon luôn ấy. Rồi, bây giờ xin mời tất cả mọi người ăn mì tôm cùng với mình. Cái này chắc là bữa tối của mình ngày hôm nay luôn mọi người. Thực sự là ngày nghỉ cho nên là chỉ muốn nghỉ ngơi thôi chứ không có vào bếp các thứ. Buổi trưa nay thì đã, buổi sáng là dậy từ lúc hôm nay là hơi muộn, hơn 9 giờ mới dậy. Tại vì không phải nấu cơm sáng. Hai đứa nhà mình thì có một cái thói quen như này là những ngày mà chúng nó đi học ấy, thì là mình rất là chăm chỉ là dậy sớm nấu cơm. Còn những ngày mà nghỉ ấy, là chúng nó cũng không có muốn ăn sáng nữa cơ. Ví dụ như bên Việt Nam mình thì ra ngoài ăn bát phở rồi ăn trứng vịt lộn rồi bánh mì linh tinh, bánh tráng các thứ là nhiều đúng không? Còn ở bên Hàn thì buổi sáng là không có gì hết á. Mình không nấu ở nhà là không có đâu. Bánh tráng các thứ thì đội nhà mình nó cũng không ăn mấy. Thế là cho nhịn ngày cuối tuần luôn. Ăn kèm với lại bữa trưa, có nghĩa là bữa sáng và bữa trưa là kiêm hai thành một luôn mọi người. Bây giờ tranh thủ ăn, xong rồi tí nữa tầm khoảng 8 giờ tối là phải đi đón hai em mới về, chứ cũng không có dám chơi muộn quá tại vì sáng mai phải đi học mọi người. Ủa, miếng đầu tiên đã thấy cay rồi. Thế nhưng mà ngon. Đúng ra là ăn kèm với kim chi thì ngon nữa, nhưng mà bây giờ là đang lười ấy mọi người. Lười không lấy kim chi. Ăn nhiều thì nhiều khi sót ruột mà nó cũng kẻo cay cay ấy. Bản thân mình thì có một cái thói quen như này nè. Ví dụ như là như những người khác, ví dụ như hai đứa nhà mình chẳng hạn nhá, nó ăn cái món ăn gì, hoặc là bánh, hoặc là nước uống, hoặc là mì tôm cũng thế, kiểu như là hay ăn có nhiều cái sự lựa chọn ấy. Lần này ăn cái này rồi thì lần sau sẽ ăn cái kia để xem nó như thế nào. Nhưng mà bản thân mình thì không nhỉ mọi người.
mì tôm nào mà đã cảm thấy hợp với mình thì mình ăn đúng một cái món đấy thôi, chứ ít khi là mình thay đổi lắm. Kể cả cái món hamburger cũng thế. Mình thì hay ăn cái loại dạng là thịt băm viên ấy. Suốt ngày chỉ ăn cái đấy thôi, không cần hỏi, không cần nhìn những cái món khác nó ngon hơn, cái nào hợp với mình chỉ ăn một cái loại đấy thôi. Ngày xưa thích dùng máy Samsung bao nhiêu năm trời, cả đến chục năm trời toàn dùng máy Samsung. Thế là mãi sau này mọi người cứ nói là iPhone nó quay video đẹp cho nên là mới thử một lần ấy, chứ không bao giờ dùng iPhone mấy. Cái gói của nó loại nhỏ cho nên là cũng không có nhiều, mình có ba mấy miếng là hết rồi. Mua một hộp nho người ta bán trong cái túi thế này này, ăn còn đúng hai quả mà không lỡ ăn cố cho hết mà phải để đến tầm 3 ngày hôm nay rồi này. Trời ơi, nhà gì mà lạ đời đấy. Nó không có hạt cho nên là dễ ăn. Bây giờ bên Việt Nam mình á, cái gì nhỉ? Nó đến đến cái mùa dưa bỏ thì mọi người ơi, mình thích cái dưa bỏ đấy nhá. Nó không đắt đâu, rất là rẻ, ngày xưa ở quê mình á. Cứ mỗi lần mình đi làm giày da về là hai bên đường người ta bán rất là nhiều. Xong mình mua về xong rồi mình dằm đường xong để tủ lạnh ăn ấy, ngon hơn là ngon. Còn bên Hàn thì không có cái loại đấy nữa mà chỉ có dưa vàng thôi. Ôi chua. Hôm nay chắc là mình dừng video tại đây xong mình đón hai em về nhà mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của gia đình nhà mình. Hy vọng sau này cũng sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.